trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng hồn thiêng Việt Nam, trả lại cho tôi nam quan hoàng sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang làm người, làm người Việt Nam. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chào hết tất cả anh chị em và các bạn. Mời mọi người nghe một đoạn ca khúc rồi mình sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút. Rồi, xin chào hết tất cả anh chị em và các bạn. Bây giờ là 12:33 giờ Việt Nam, thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018. Mới đó mà đã gần hết một tháng của năm 2018 rồi. Đầu tiên mình xin chúc hết tất cả anh chị em và các bạn một ngày bình yên. Trước khi mình vô trong cái chủ đề chính á, mình xin nhắc là cách đây 2 ngày, có nghĩa là ngày 27 tháng 1 năm 2018, có nghĩa là cách đây 2 ngày. Mà tại vì đó nó rơi vào ngày thứ bảy, mình không có livestream cho nên mình không có thông báo được. Nhưng mà bây giờ mình thông báo lại. Có nghĩa là cách đây 2 ngày nó đánh dấu 45 năm kể từ ngày Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. 45 năm là một cái giai đoạn rất là dài. Một đứa bé trở thành một ông hoặc là một bà trung niên rồi. Mà những cái người mà gọi là trung niên thời đó bây giờ trở thành những ông lão hoặc là xuống lỗ hết trọi rồi. Thì sở dĩ mình nhắc, tại vì đó là một cái điểm mốc vô cùng quan trọng trong cái lịch sử cận đại của Việt Nam. Đó là một cái điểm mốc nó đánh giá cái quyết định của cái số phận của cái đất nước nước Việt Nam. Thay vì thực thi cái Hiệp định Paris năm 1973,
thì những người cộng sản họ đã vi phạm hiệp định Paris ngay sau khi họ ký hiệp định, và cái đó nó dẫn đến cái cuộc giao tranh cuối cùng để mà đi đến cái kết cục là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ và miền Nam Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay cộng sản. Để rồi 43 năm sau, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chia rẽ một cách càng ngày càng trầm trọng. Mình nhắc lại cái đó không phải là mình nhắc lại cái sự đau thương của cái lịch sử Việt Nam, bởi vì cái lịch sử là cái mà mình không có thay đổi được, nhưng mình có thể thay đổi cái tương lai. Và những người Việt có ý thức mong rằng là trong tương lai, trong cái lịch sử sắp đến, người Việt và cái đất nước Việt không 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 đi qua, không tiếp tục đi qua những cái giai đoạn đau thương như vậy nữa. Thì đó là mình dành vài phút để mình nhắc lại một cái biến cố lịch sử rất là quan trọng. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với hết tất cả các anh chị em và các bạn một cái chủ đề gọi là Bất Tuân Dân Sự phần 1. Cái này nó đi nối tiếp với lại cái chủ đề lần trước. Mình muốn nói về cái vấn đề gọi là cái thế cờ hoặc là cái thế trận mình phải thay đổi để mình thay đổi cái đất nước Việt Nam. Tại vì cái đất nước Việt Nam của mình và cái con người Việt Nam của mình đã đi tới cái chỗ cực kỳ nguy hiểm. Thì để mình đào sâu vô trong cái chủ đề á, trước tiên mình mới nói sơ qua cái hình minh họa. Hôm qua mình mở cái static, mình tạo một cái hình minh họa là nó gồm có những cái biểu tượng của những cái người họ đẩy một cái cánh cửa, thì họ đẩy ở những cái thế khác nhau, họ đẩy ở những cái bộ dạng khác nhau. Thì có rất nhiều người có cái có những cái nhìn và cái những cái cảm nhận khác nhau. Nhưng mà mình thấy có một cái ý kiến rất là hay mà mình cho là hay nhất, có nghĩa rằng là mình đẩy một cái gì đó mình phải dùng cái thế chứ không phải chỉ dùng dùng cái lực. Đôi khi á mình chỉ cố gắng mình dùng lực để mình đẩy, mà mình đẩy không có đúng cái thế thì mình phí cái lực, mà đôi khi nó cũng không có ngã được cái bức tường đó, hoặc là nó không ngã được cái rào cản. Thì cái thế nó như thế nào thì mình hãy cùng nhau mình phân tích coi thử là mình nên cần cái thế gì, rồi từ đó mình mới có cái hành động đẩy như thế nào cho nó thích hợp. Thì khi mình nói đến cái chuyện đấu tranh, đặc biệt cụ thể trong cái hoàn cảnh hiện tại trên cái đất nước Việt Nam á, thì mình nhận thấy rằng là nó nhiều người, mỗi người có một cái cách nhìn và cái cảm nhận khác nhau. Qua những cái lần trao đổi cũng như mình quan sát trên trên mạng xã hội thì mình thấy rằng là có nhiều người bi quan, thì họ thường thường họ buông thõng một câu là khó lắm. Mặc dù họ muốn thay đổi nhưng mà họ luôn luôn nghĩ là khó lắm. Rồi họ chùn chân lại, tại vì họ thấy nó mờ mịt trước mắt. Cũng có những người lạc quan thì họ nói rằng là cái này có thể làm được. Thì mình thường lặp đi lặp lại một cái câu như thế này, mà cái đó mình thực ra mình copy từ cái ý của tiếng Anh, rằng là ngay khi mình đã chấp nhận thất bại thì mình đã thất bại. Có nghĩa là mình chưa có làm cái gì hết mà mình cảm thấy là khó quá, làm không được thì mình đã thất bại. Đó. Mà mình nếu mà mình muốn thay đổi một cái gì đó, mình muốn làm một cái việc gì đó, mình chưa làm mà mình đã nói là mình cảm thấy thất bại rồi thì còn làm cái gì nữa. Cho nên cái suy nghĩ lạc quan nó luôn luôn nó quan trọng, tại vì nó tạo cho mình một cái động lực, nó tạo cho mình cái thúc đẩy để mình tiếp tục mình dấn tới, tiếp tục mình hành động. Còn khi mà mình ngồi xuống mà mình bó tay rồi coi như là mình thua, có nghĩa là mình thất bại. Thì cái chuyện mà mỗi người có một cái cảm nhận theo mỗi cái góc độ thì đó là cái chọn lựa cá nhân. Nhưng có những cái người họ nhìn một cách bị bi quan, có thể là họ không có cơ hội, hoặc có thể là họ không muốn nhìn ở một cái góc độ một cái góc độ lạc quan hơn. Nhưng mà để mình chia sẻ với anh chị em và các bạn đó, mình mong mỏi mọi người nên có cái nhìn lạc quan hơn là cái nhìn bi quan. Mình nói tóm lại, cái nhìn lạc quan không phải là mình chủ quan, không phải là
mình tưởng tượng hoặc là mình vẽ vời những cái chuyện không có thật. Nhưng mà lạc quan có nghĩa là mình nhìn ở những cái góc độ mà nó giúp cho mình có thể mình khai triển hoặc mình dẫn tới ở một cái mức là có thể xảy được, có thể được, có thể xảy ra. Thì mình nhìn vào chỗ đó rồi á thì mình mới có thể mình có thể tiếp tục được. Đó là cái điểm đầu tiên và quan trọng vô cùng. Đó. Thì nói đến cái chuyện chủ quan và lạc quan, trong mấy ngày nay sau cái vụ mà cái đội bóng đá U23 thì ở trên mạng xã hội, nói chung là trên báo chí, trên báo lề đảng, trên báo lề dân, rồi trên mạng xã hội nó đầy dẫy hết những cái hình ảnh cổ súy về cái chuyện cờ xí, rồi những cái trò lố bịch ra đường tuột quần tuột áo, hay là những cái chuyện nói chung là khá là nhảm. Thì mình không có ý kiến những cái chuyện đó nhiều, nhưng mà mình có ý kiến một cái chuyện như thế này là có nhiều người cho rằng đó là những cái biểu tượng cho thấy là người dân Việt Nam còn ủng hộ chế độ nhiều quá, cho nên họ đâm ra họ bi quan, họ cho rằng cho dù cái chế độ này nó bị mục ruỗng quá đi, cái đảng này nó tồi tệ quá đi, nhưng mà người dân vẫn còn ủng hộ nó quá, cho nên chắc là nó vẫn còn sống dai. Mình công nhận đó là một cái cách nhìn, nhưng mà nếu mà mình nhìn ở một cái góc độ khác, mình nhìn ở một cái mức độ khác thì mình lại thấy cái sự việc khác. Ví dụ theo theo cái cách nhìn của mình á, mình cứ tính cái con số một cách khoa học đi, cả Hà Nội lẫn Sài Gòn những cái ngày mà ồn ào ầm ĩ đó, có bao nhiêu triệu người ra đường để mà vung cờ và làm những cái trò lố bịch, ví dụ tuột quần tuột áo, nhảy nhót này kia nọ khác, quấn khăn quấn cờ này kia nọ khác, bao nhiêu triệu? Sài Gòn 1 triệu hả, hay 2 triệu, hay 5 triệu? Hà Nội 1 triệu, 2 triệu, hay 5 triệu? Mình không nghĩ lên tới con số 2 triệu đâu. Một cái khu đường phố như vậy, trong những cái khu phố chính như vậy, mình nghĩ là chừng 1 triệu là quá nhiều rồi. Bây giờ cho hết tất cả trên đất nước Việt Nam những người mà nhộn nhạo cái chuyện bóng đá thì nó nhiều, nhưng mà cái chuyện mà đi ra ngoài đường làm những cái trò lố bịch đó, thì mình cho rằng là mình thấy rằng là nó rất là ít. Đó. Thì nếu mà mình nhìn cái con số một cách khoa học thì mình thấy cái số người mà nhộn nhạo mà kiểu mà vung cờ vung đồ này kia nọ khác, nó đâu phải là cái đa số mà nó là chỉ là cái thiểu số, phải không? Cho nên không phải họ cầm cái cờ đó là để mà họ bảo vệ cái chế độ, tại vì á đó chỉ là một cái hành động, một cái biểu hiện, nó xen lẫn với những cái âm mưu và những cái chuyện mà có sự thúc đẩy và có cái ý thức bên trong. Nhưng mà song song vào đó cũng có rất là nhiều những cái hành động từ trước đi từ những cái con người họ hoàn toàn không có ý thức gì hết, mà họ chỉ hùa theo cái đám đông một cách vô thức thôi. Mình phải nhìn cái vấn đề ở ở cái mức độ như vậy thì mình mới thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái đám đông như vậy, mình nói là những cái con người mà họ chung vô trong một cái đám đông phấn khích khi mà cái đội tuyển U23 nó thắng tứ kết, rồi nó thắng bán kết, rồi nó chợ cổ vũ cho chung kết, để mà nói rằng là người dân họ bảo vệ chế độ hoặc là họ ủng hộ chế độ, nó cũng không có đúng. Nó không có đúng ở chỗ như thế này. Các bạn nghĩ, các bạn với các anh chị em nghĩ là ở đất nước Việt Nam họ muốn cầm một cái gì đó họ cổ súy, họ có cái cờ nào khác ngoài cái cờ đỏ sao vàng để họ cầm đâu? Có rất là nhiều người họ cầm một cách vô thức đó, chưa chắc là họ yêu mến cái lá cờ hay cái gì đó. Đó là mình thấy, mình đã từng trao đổi với rất nhiều người, mình cảm thấy họ họ rất là hời hợt trong cái gọi là ý thức về cái chuyện cờ xí hoặc là hành động, biểu biểu hiện một cách rất là rõ. Có những người có những cái hành động vô cùng nhố nhăng, những cái hành động cực kỳ quá đáng, mà họ còn không có cái ý thức những cái hành động đó đáng xấu hổ như vậy, thì hỏi làm sao họ có cái ý thức cái chuyện họ cầm cờ xí là cái chuyện yêu nước hay bảo vệ chế độ. Mình không tin nó là như vậy đó. Và hơn nữa, trong cái quá trình mình trao đổi với nhiều bạn, mình thấy là họ thực sự họ đơn thuần họ chỉ mê bóng đá thôi, và họ bị
lồng vô trong một cái ảo giác là yêu bóng đá nó tương đương với cái chuyện yêu nước. Đấy không? Ví dụ như họ đi ra đường, họ ùa vào đám đông, thấy đám đông coi như là la hét cổ vũ này kia nọ khác, rồi là nói là Việt Nam vô địch hay Việt Nam muôn năm hay cái gì đó, họ bị cuốn vô trong cái đám đông đó. Nhưng mà hỏi thật của họ, họ có yêu nước không? Nhiều khi họ không có định nghĩa được cái chuyện họ yêu nước là cái gì, và họ làm cái gì để mà thực sự biểu hiện cho cái lòng yêu nước. Họ không có cái ý thức đó, đúng không? Cho nên đừng có nghĩ là cái đám đông đó là biểu là cái đại diện cho cái nhóm người rất đông ở Việt Nam vẫn còn bảo vệ chế độ và yêu nước theo cái kiểu của đảng. Cái đó là cái nhận định mình thấy nó không có chính xác. Đó là chưa kể đến cái chuyện mà nhà cầm quyền Việt Nam lợi dụng bóng đá là một cái thứ trò chơi thể thao để họ cố tình họ đan lồng cái chuyện chính trị vô trong 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 cái màu cờ sắc áo. Rồi họ huy động những cái công cụ tuyên truyền đến cái mức rất là dị hợm. Đúng không? Các bạn với các anh chị em cũng thấy là trên báo Lề Đảng nó cũng đưa ra những cái bài báo, những cái tiết vô cùng dị hợm. Ví dụ như nói cái chuyện dẫm chân lên châu Á hay là chinh phục thế giới, vân vân và vân vân. Những cái chuyện đó là những chuyện sa đà và quá trớn. Nó đặt ra bên ngoài cái giới hạn bóng đá và nó thúc đẩy, nó đẩy cái đám đông coi như là cuồng loạn đi tới cái chỗ là họ sinh ra một cái thứ ảo giác giống như là họ yêu nước, nhưng mà không phải là như vậy. Phải không? Thực tế cho mình thấy rõ ràng Lề Đảng được cái dịp để đẻ ra những cái trò rất là nhảm. Ví dụ như hôm nay mình đọc cái bài báo nó nói về cái chuyện là cái đội bóng U23 tới Lăng Hồ Chí Minh để báo công. Thì mình thấy nó rất ư là khôi hài. Đấy không? Trước kia thì đi vác hình ông Hồ, ông Giáp ra sân đấu này kia, là sân đá bóng. Mình thấy trên thế giới chưa có cái quốc gia nào nó chơi cái trò đó. Bóng đá là bóng đá, thể thao là thể thao, chính trị là chính trị. Đấy không? Chứ không có cái chuyện mà nhập nhằng như vậy. Chỉ có cái đất nước Việt Nam đó, nó bị nghèo nàn trong cái trí tuệ. Thậm chí nó nghèo nàn trong cái ước vọng và trong cái sự sáng tạo nữa. Nó nghèo nàn trong cái việc nó biểu lộ cái cảm xúc nữa. Tại vì nó không có cái cách gì để mà nó biểu lộ cảm xúc. Đúng không? Cho nên mấy cái ông mà gọi là tuyên giáo mới lợi dụng những cái chuyện như vậy để mà lồng cái chuyện chính trị vô. Phải không? Ngay cả cái chuyện mà cái đội tuyển U23 phải vô Lăng Hồ Chí Minh để báo công là cái con khỉ gì? Chẳng lẽ cái đội tuyển 23 nó là cái đám đó đi làm công cho ông Hồ Chí Minh hay sao mà phải đi báo công? Phải không? Cho nên người dân Việt Nam đôi khi họ bị nhập nhọạn giữa cái chuyện này với cái chuyện kia. Người dân Việt Nam ủng hộ cái đội bóng U23 là họ mê bóng đá. Và họ kèm thêm một cái chút tự hào là lần đầu tiên trong cái nền bóng đá Việt Nam coi như là hiện đại bây giờ là vô được chung kết của giải Á Châu cho cái lứa tuổi dưới 23 tuổi. Đó là một cái điều rất là đáng tự hào. Đúng không? Thì người ta mới hăm hở để người ta ủng hộ, người ta cổ suý cái chuyện đó. Nhưng mà tự nhiên không đi vô Lăng Hồ Chí Minh để báo công, tự nhiên nó trật lắc à. Chứ không phải là đội U23 đá cho Việt Nam à. Đội U23 đá cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam. Thì tại sao vô trong Lăng Hồ Chí Minh để báo công với Hồ Chí Minh? Tại sao cái đội U23 không có đi ra trước toàn dân để mà báo công cho dân Việt Nam? Phải không? Cho nên đó là những cái trò chính trị cực kỳ nhảm. Mình không có nói những cái chuyện lố bịch hôm qua giờ mình thấy ở trên mạng xã hội. Ví dụ như cái chuyện mà chuyến bay Jetstar mà đi từ Trung Quốc về Việt Nam, tự nhiên đưa một cái đội của mấy cái cô áo mà ngực to, mặc su chiên, xì líp, rồi ưỡng à, ưỡng ẹo trên máy bay á. Mình thấy nó không có ra cái trò trống gì. Chỉ nhớ cái đất nước Việt Nam mình á, nó vẫn có cái truyền thống, nó vẫn có cái sự kín đáo và cái văn hóa của con người Việt Nam. Nói riêng và cái sự kín đáo và văn hóa của người Á Châu nói chung. Phải không? Mình phải lịch sự một chút. Mình phải có cái nhân cách một chút. Chứ không có chơi cái trò dị hợm như vậy. Mình học cái văn hóa đó ở đâu ra vậy?
Hóa ra là đó là một cái màn chiêu đãi của những cái người cầu thủ à. Tự nhiên mình nhìn mình thấy nó rất là dị hợm, mình thấy có những cái comment á, mà mình những cái ý kiến mình đọc xong mình thấy mình lắc đầu, mình không biết nói làm sao. Ví dụ có những người nói, nhiều bạn ý kiến trong những cái clip đó, những cái tấm hình mà chụp mấy cái cô gái ưỡn ào ưỡn ẹo trên cái chuyến bay mà chở mấy cái cầu thủ U23 về Việt Nam á, họ nói trời ơi, tôi nhìn cái đó tôi thấy giống như lạc vô một cái động đỉ. Mình rất là bàng hoàng cái chuyện đó. Những cái bạn đó họ nhận xét rất là đúng. Những cái bạn đó nhận xét hoàn toàn đúng. Thì rõ ràng mình nhìn vô mình thấy nó là một cái trò, gần như là một cái trò khiêu dâm công khai. Chứ nó không phải là một cái sự gọi là trịnh trọng, một cái sự trang trọng, một cái sự gọi là tôn trọng đúng mức cho một cái đội bóng đã mang lại cái vinh dự cho một cái đất nước, vinh dự cho cái con người Việt Nam. Cái mức độ tôn trọng một cái đội bóng như vậy nó phải cần thể hiện đúng mức, và nó thể hiện một cách coi như là làm sao cho nó dễ coi, phải không? Một mặt thì nói là kêu cái đám U23 vô trong kia báo công với Hồ Chí Minh, có nghĩa là chuyện đó nó rất là quan trọng cho nên phải báo công cho Hồ Chí Minh, mặc dù Hồ Chí Minh chết tám quánh rồi không biết mẹ gì về cái chuyện bóng đá đó. Mà cái chuyện người U, cái đội U23 cũng không phải là đá cho Hồ Chí Minh, mà U23 đá cho người Việt Nam. U23 là đại diện người Việt Nam đi đá bóng mà. Chứ đâu phải U23 đi đại diện cho Hồ Chí Minh đâu mà đi vô báo công Hồ Chí Minh. Cái đó đã trật rồi. Nhưng mà nó vẫn có cái mức gọi là nghiêm trọng cho nên mới có cái trò báo công. Nhưng mà ngược lại trong một cái chuyến bay, không biết là những cái người tổ chức chuyện đó họ nghĩ như thế gì, như thế nào. Họ nghĩ là những cái cầu thủ đó nghĩ như thế nào. Và họ nghĩ những cái người Việt Nam họ nhìn vô trong đó họ nghĩ như thế nào. Những người nước ngoài họ nhìn vô họ nghĩ như thế nào. Theo mình, nếu mà đặt mình vô trong cái vị trí của một trong những cái người đi trong cái chuyến bay đó, mình cảm thấy vô cùng xúc phạm. Tại vì mình là cái người mang lại vinh dự cho đất nước Việt Nam. Thì phải tôn trọng một chút chứ, phải có một cái biểu hiện gì đó, một cái thái độ, một cái hành động gì đó biểu thị cái sự tôn trọng chứ. Chứ lại sao mà kêu nguyên một cái đám mà ăn mặc hở hang ra ưỡn à ưỡn ẹo như vậy, đúng không? Mình đâu phải là mình đi vô một cái câu lạc bộ thoát y để mình thưởng lãm cái chuyện đó đâu. Cái chuyện gì nó ra chuyện đấy, nó phải đúng nơi, phải đúng lúc đó. Cho nên á, mình nói cho các bạn hiểu rằng là đừng có nhìn vào cái cơn sốt của U23 vừa rồi mà đánh giá cái gọi là tinh thần yêu nước. Theo mình á, đó là một cái cơn ảo giác, nó nhất thời thôi. Cái cơn ảo giác đó rồi nó sẽ đi qua. Cái cơn ảo giác đó rồi nó trôi qua và thiên hạ con người trong cái đất nước Việt Nam lại quay về với một cái thực trạng rất là ê chề. Một cái thực trạng rất là tối tăm, một cái thực trạng rất là bế tắc trong cái đất nước Việt Nam. Phải không? Những cái thứ mà gọi là thế nước đang lên này kia nó khác, lòng cái chuyện bóng đá vô đó nó không có đánh trống lãng được cái thực thể và cái thực trạng trên cái đất nước Việt Nam. Nếu mà quả thực cái đội bóng đá mà nó có thể nó mang cái thế nước đang lên đó, thì dẹp cha nó cái Đảng Cộng sản đi. Dẹp luôn cả cái chính quyền, cái bộ máy, nhà máy đi, đúng không? Chỉ cần đem ra đó đá bóng là cái thế nước nó đang lên à, là nó sẽ khắc phục hết tất cả những cái thứ tồi tệ, những cái thứ coi như là hư hoại trên cái đất nước Việt Nam, phải không? Cho nên á, những cái đám mà gọi là tuyên giáo á, nó càng ngày nó càng thái quá, nó càng ngày nó càng thô bỉ, nó càng ngày càng vô liêm sỉ, và nó khinh thường những cái con người nghe tin, nghe những cái thông tin, phải không? Mình nói như vậy để cho mọi người á, những ai mà còn lờ mờ trong cái chuyện cảm nhận cái thông tin và cảm nhận cái thực tế, phải nhìn cái chuyện trắng ra trắng, đen ra đen. Đó là mình dành vài phút để mình chứng minh rằng là cái cảm nhận về cái ảo giác của cái đám đông sau cái vụ U23 nó chẳng là cái biểu thị gì ngoài một cái cơn ảo giác nhất thời thôi. Đó. Mình quay về lại cái chuyện gọi là bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự
là cái gì? Là cái hành động mình không có chấp nhận một cái thể chế, một cái chế độ, một cái đảng chính trị hoặc một cái chính sách. Đó. Thì cái bất tuân đó là cái sự không chấp nhận, không thỏa hiệp. Cho nên mình gọi nó là bất tuân dân sự. Tại sao dân sự? Dân sự là do những người dân làm. Ví dụ họ đình công cũng là bất tuân dân sự, họ bãi thị cũng là bất tuân dân sự. Họ đóng cửa lại, họ không có thỏa hiệp, không đi lại, không đi học, không đi dạy, không có gì hết. Nó gọi là một cái hành động, nói chung là không có tuân thủ những cái lề lối và những cái chính sách mà một cái chế độ nó đưa ra. Cho nên mình gọi nó là bất tuân dân sự. Mà nếu như mình nói đây là dân sự, thì cái việc này nó không chỉ giới hạn người Việt ở trong nước, mà nó bao gồm luôn cả những người Việt khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên là chỉ bao gồm những người Việt nào mà thật sự quan tâm đến cái đất nước, đến cái sự tồn vong của cái đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Còn những cái người mà họ không có quan tâm đến cái đất nước Việt Nam thì chuyện đó mình không còn nói nữa. Đó. Cho nên cái việc bất tuân dân sự nó bao gồm hết tất cả những người Việt trên toàn thế giới mà có quan tâm trên cái đất nước Việt Nam. Thì mình xin định nghĩa như vậy cho nó rõ. Thì trong cái live stream này á, mình chỉ phân tích cái khía cạnh gọi là bất tuân dân sự cho người Việt hải ngoại. Mình xin nói như thế này, mình tạm dùng cái chữ bất tuân dân sự cho người Việt ở hải ngoại bởi vì nó là cái cách gọi chung, nhưng mà trên thực tế người Việt hải ngoại không nằm trong cái vị trí hoặc là cái vị thế để bất tuân dân sự, mà nó đúng ra nó nằm trong cái vị trí gọi là bất thỏa hiệp, bất hợp tác thì nó đúng hơn. Mình sẽ phân tích cái lý do tại sao. Trước khi mình đi vô chi tiết á, mình xin nói thêm một mở ngoặc ra, mình nói thêm một cái chuyện nữa là mình dùng cái từ là người Việt hải ngoại chứ mình không có dùng cái chữ Việt kiều. Tại vì trước giờ nhiều người ngộ nhận và dùng rất là sai cái chữ Việt kiều. Việt kiều có nghĩa là gì? Việt kiều có nghĩa là người Việt sống trên một cái đất nước nào đó không phải là đất nước Việt Nam, và người dân trên cái đất nước đó gọi người Việt ở tạm trên cái đất nước họ là Việt kiều. Đúng không? Chứ người Việt không gọi người Việt là Việt kiều, người Việt gọi người Việt là Việt kiều là sai. Giống như ngày xưa người Hoa họ ở trên cái đất nước Việt Nam thì mình gọi người Hoa là Hoa kiều. Tại vì họ là những cái người không phải là người Việt Nam, họ sống trên đất nước Việt Nam thì mình gọi là Hoa kiều. Hoặc là người Ấn Độ họ ở trên đất nước Việt Nam mình gọi là Ấn kiều. Đó. Mình phải nói cho nó chính xác. Còn cái người Việt đang ở trên đất nước Mỹ, chỉ có người Mỹ mới gọi người Việt là Việt kiều thôi. Chứ người Việt ở trong cái nước Việt Nam không có gọi người Mỹ trên đất Mỹ là Việt kiều được. Gọi như vậy là sai. Đúng không? Cho nên gọi cho đúng là người Việt ở hải ngoại nói chung. Đó. Bây giờ với cái định nghĩa như vậy, mình đi sâu cho một chút về cái gọi là bất tuân dân sự cho người Việt ở hải ngoại. Người Việt ở hải ngoại có 3 cái lợi điểm rất là lớn, hoàn toàn khác người Việt ở trong nước. Cái chuyện thứ nhất ai cũng biết là người Việt ở hải ngoại hoàn toàn không bị kềm kẹp, không bị theo dõi, không bị khủng bố, không bị bắt giam, không bị mấy cái bộ luật hình sự, cái con khỉ đó nó chụp lên đầu họ. Bởi vì những người Việt ở hải ngoại là những người Việt họ sống trên những cái đất nước tự do và dân chủ đích thực. Cho nên họ không có bị nằm trong cái lòng của Cộng sản. Đó là một cái sự khác biệt giữa người Việt hải ngoại, cái vị thế của người Việt ở hải ngoại và vị thế của người Việt ở trong đất nước Việt Nam. Ngoại trừ chỉ có những cái người cá nhân người Việt họ tự động họ tự sợ, họ tự động họ tự kềm kẹp, họ tự động họ tự giới hạn mình. Ví dụ họ không dám nói tại vì họ sợ không về được Việt Nam chẳng hạn, hoặc họ sống không dám nói tại vì họ sợ đụng chạm vì cái này cái kia cái nọ, cái lý do riêng tư nào đó. Nhưng mà nói chung á, những người Việt ở hải ngoại là những người Việt hoàn toàn tự do, đặc biệt là họ hoàn toàn nằm bên ngoài cái sự kiểm soát và áp đặt của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là một cái sự khác biệt rất lớn và một cái điểm lợi điểm vô cùng lớn. Cái điểm thứ nhì
Người Việt ở họ hải ngoại hoàn toàn có quyền quyết định cái hành động của mình. Có nghĩa là người Việt ở hải ngoại có quyền quyết định mình đi về Việt Nam, mình không đi về Việt Nam, mình gửi tiền về Việt Nam, mình không gửi tiền về Việt Nam, hoặc là mình làm tất cả những cái hành động nào mình cảm thấy mình thích. Ví dụ mình công khai mình phê bình cái chế độ, mình công khai mình phê bình cái đảng Cộng sản, đó là mình muốn làm hay không muốn làm. Đó là cái chuyện, cái điểm quan trọng của cái chuyện quyết định. Người Việt ở trong nước không có quyền quyết định chuyện đó. Có những cái người Việt ở trong nước họ rất là muốn nói, nhưng mà họ nằm trong một cái thế vô cùng kẹt, cho nên họ không thể quyết định cái hành động của họ một cách dễ dàng giống như người Việt ở hải ngoại. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, người Việt ở hải ngoại là những người nắm trong tay cái nguồn tài chính và cái chất xám vô cùng quan trọng. Sở dĩ mình nói nó vô cùng quan trọng là tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn không hề thấy cái nghị quyết 36 do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra thì các bạn không thấy được cái sự quan trọng của nó. Nó quan trọng đến cái độ mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tung ra cái nghị quyết 36 và đã tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhân lực và kế sách để tiếp thị, phải không? Để mà coi như là kéo cái người Việt ở hải ngoại về Việt Nam. Vì hai lý do. Không phải là họ coi như là tôn trọng cái chuyện gọi là khúc ruột ngàn dặm gì đâu. Đừng có ngây thơ chuyện như vậy. Không phải cái vô cớ mà tự nhiên ngày xưa họ chửi ra rã những cái người Việt hải ngoại là có như phản quốc, bán nước, bám càng máy bay rồi gì, mê bơ thừa sữa cặn vân vân và vân vân. Tự nhiên bây giờ tự nhiên biến thành khúc ruột ngàn dặm. Nó không phải là cái chuyện đơn giản như vậy đâu các bạn. Mà mình đã phân tích chuyện này vài lần trong vài cái live stream cách đây nhiều tháng rồi. Cái quan trọng là cái nguồn tài chính và cái chất xám của người Việt ở hải ngoại. Mình cứ thử tính một cái bài toán rất là đơn giản. Người Việt ở hải ngoại họ được đào tạo những cái kiến thức mà ngay cả ở trong nước họ có muốn có nằm mơ họ cũng không đào tạo được. Đó là chưa kể đến cái chuyện gọi là vật chất tiền bạc để mà đào tạo ra những cái con người có cái kiến thức như vậy. Đó. Cái đó là một cái nguồn tài sản vô giá và một cái nguồn tài sản coi như là khổng lồ. Cho nên mình phân tích 3 điểm để mà thấy là người Việt có 3 cái lợi điểm mà người Việt hải ngoại có 3 cái lợi điểm mà người Việt ở trong nước không có. Bởi vì người Việt có 3 cái ở hải ngoại có 3 cái lợi điểm như vậy. Cho nên họ không có nằm ở trong cái vị thế gọi là bất tuân dân sự như nãy mình nói. Bởi vì họ hoàn toàn nằm bên ngoài cái lồng đó. Và họ có quyền không thỏa hiệp. Và họ có cái quyền không hợp tác một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Nó chỉ là như vậy. Chứ không phải là họ nằm ở trong cái chỗ họ tuân hay là bất tuân theo cái chính sách của đảng và nhà nước. Ví dụ như đảng và nhà nước đưa ra một cái thứ gì phi lý. Họ không chấp nhận. Và họ không hợp tác. Nó đơn giản như vậy. Chứ họ không cần phải tuân hay không tuân. Tại họ đâu có sống trong cái đất nước Việt Nam đâu mà họ phải tuân. Phải không? Cho nên á, mình phải khẳng định lại một điều rất là rõ. Cái việc mà người Việt ở hải ngoại phản ứng bằng cách này hoặc là cách kia, bằng cái chuyện bất thỏa hiệp và bất hợp tác, nó đưa đến một cái lý do vô cùng quan trọng mà cái đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm. Đó là trong hoàn cảnh hiện giờ, đô la và ngoại tệ chính là cái nguồn máu để mà tiếp sức và để tiếp tục duy trì chế độ trong cái hoàn cảnh nợ nần chồng chất và trong cái hoàn cảnh kinh tế lụng bại. Đó. Nên nhớ, đô la và ngoại tệ là cái chìa khóa quan trọng nhất và lớn nhất hiện giờ đối với cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Bây giờ họ đi tới cái chỗ họ coi như bị phá sản về cái vấn đề lý tưởng, phá sản về cái vấn đề niềm tin, những cái chuyện gọi là nghị quyết 36 này kia nọ khác, bây giờ càng ngày nó càng lộ ra cái bộ mặt thật rồi. Thấy không? Cho nên các bạn thấy là cái nguồn ngoại tệ đi từ nước ngoài vô Việt Nam càng ngày nó càng giảm rõ, đặc biệt năm nay nó chỉ bằng có nửa năm ngoái. Thì các bạn thấy là nó bắt đầu nó bị phá sản. Mà phá sản như vậy là vì gì? Là vì cái nguồn gọi là nguồn máu tiếp tế
đi từ những người Việt ở hải ngoại nó bị từ từ nó giảm. Mà nên nhớ nó là một cái nguồn vô cùng quan trọng. Tại vì á, hơn 12 tỷ đô la một năm đi rớt vô trong cái đất nước Việt Nam, nó không phải là một con số tiền nhỏ các bạn, một số tiền cực kỳ lớn. Và có nhiều người nói là cái đó đâu phải là do đảng nhà nước hưởng. Mình xin nói như thế này, nó không có trực tiếp nó đi vô trong cái túi hoặc là hòm xiển của cái chế độ, nhưng mà nó đi gián tiếp. Tại vì mình có gửi tiền về cho gia đình, cho bà con, cho thân nhân, thì bà con, gia đình, thân nhân của mình sẽ đem cái tiền đô đó ra mà tiêu xài. Và cái đó nó sẽ luân lưu trong cái nền kinh tế. Và tự nhiên nó có 12 tỷ luân lưu trong cái nền kinh tế, thì tự nhiên nó bơm, nó đẩy cái nền kinh tế lên. Nó là một cái nguồn máu để mà nó tiếp sức. Để mà chính vì nó có cái nguồn máu tiếp sức cho nên cái chế độ nó vẫn tiếp tục nó duy trì. Mặc dù nó uột như thế nào, nhưng mà được tỷ nào hay tỷ đó, phải không? Cho nên á, xác định cái chuyện đô la và ngoại tệ là cái nguồn máu vô cùng quan trọng để nó tiếp tục nó nuôi dưỡng cho cái chế độ. Thì cái chuyện quan trọng thứ nhất, không gửi tiền về Việt Nam một cách thiếu thận trọng. Đó là chuyện người Việt ở hải ngoại có thể làm được. Cái việc mà mỗi người Việt ở hải ngoại cần phải giúp đỡ gia đình, bạn bè trong cái cơn hoạn nạn, trong cái cơn ngặt nghèo là cái việc cần thiết. Nhưng mà mình phải xác định cho thật rõ, ngặt nó khác nghèo. Ngặt hoàn toàn khác nghèo. Ngặt là cái hoàn cảnh nó không thể xoay chuyển gì được, không thể làm cái gì được, nó ngặt quá, phải giải quyết liền. Đó. Nhưng mà nghèo là cái tình trạng nó kéo dài lê thê, không biết đến khi nào nó chấm dứt. Cho nên chỉ giúp ngặt mà đừng có giúp nghèo. Lý do tại sao mình chỉ giúp ngặt mà không giúp nghèo? Thứ nhất, nếu mình giúp nghèo, người được giúp, cho dù họ có sống trong đất nước Việt Nam hay ở đâu đi chăng nữa, họ sẽ bắt đầu, họ bị cái thói gọi là ỷ lại. Họ bị cái thói rằng là họ bào mòn cái ý thức vươn lên. Họ bị cái thói rằng là họ mất đi cái ý thức đấu tranh cho cái sự sống của mình. Đó là cái chuyện tai hại thứ nhất. Mà mình thương ai đó, mình đừng có giúp cho họ như vậy. Mình thương ai đó, mình phải giúp cho họ, chứ mình không có làm cho họ ỷ lại và không còn biết cái cách để mà tự vươn lên nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì, mình giúp người nghèo, mình giúp gia đình, mình giúp người thân bạn bè trong cái cơn ngặt thì được. Mình giúp nghèo có nghĩa là mình trực tiếp mình gánh vác cái trách nhiệm của cái nhà cầm quyền. Tại vì cái trách nhiệm của nhà cầm quyền là phải lo lắng cho công dân của đất nước Việt Nam, chứ không phải là trách nhiệm của người Việt hải ngoại là lo lắng cho công dân của đất nước Việt Nam. Đó là hai cái hoàn toàn tách biệt, đúng không? Đừng có biến cái trách nhiệm của một cái nhà cầm quyền thành trách nhiệm của những người Việt ở hải ngoại. Cái đó sai. Ngoài những cái câu gọi như khẩu hiệu sáo rỗng như nhà nước là do dân vì dân này kia này khác, những cái chuyện sáo rỗng. Nói một cách thực tế, cái nhà cầm quyền là cái nhà, một cái chế độ, một cái chính quyền, họ phải có trách nhiệm, họ lo lắng cho công dân của đất nước họ. Một người nghèo hay là 100 người nghèo hay 1.000 người nghèo hay 1.000.000 người nghèo hay 10.000.000 người nghèo đều là trách nhiệm của nhà cầm quyền, chứ không phải là trách nhiệm của những người nào ở đâu, phải không? Cho nên những cái người mà ở hải ngoại liên tục và tiếp tục giúp cho người nghèo ở trong nước có nghĩa là trực tiếp gánh vác cái trách nhiệm của nhà cầm quyền. Và cái đó là cái không nên làm. Cái đó là cái không nên làm. Tại vì đó đâu phải là trách nhiệm của người Việt ở hải ngoại đâu, phải không? Đó là chuyện thứ hai. Không nên giúp nghèo trong người Việt Nam. Nó có một cái lý do vô cùng quan trọng là lý do thứ ba, là không giúp cho chế độ tiếp tục trường tồn. Hồi nãy mình nói rồi, mình không có phải là mình gửi tiền về cho đảng, mình không có phải gửi tiền về cho nhà nước Việt Nam,
Nhưng mà mình gửi tiền về cho người thân, cho gia đình. Đó. Cho nên đó, người thân và gia đình dùng cái tiền đó tiêu xài thì tự nhiên nó luân lưu trong cái hệ thống kinh tế của cái đất nước Việt Nam. Và cái đó nó biến thành cái mạch sống để mà tiếp tục duy trì cái chế độ. Thấy không? Tự nhiên trên trời nó rơi xuống 12 tỷ đô la làm ngoại tệ để mà trả nợ, trả nần này kia nó khác. Rất là sướng. Tại vì ở trong nước Việt Nam nó thừa sức nó in ra một đống tiền hồ tương tự với 12 tỷ đô la Mỹ. Phải không? Một cách rất là dễ dàng. Có nghĩa là đổi tiền thiệt lấy tiền giống như là tiền vàng mã. Đó là cách mà từ trước đến giờ nó trực tiếp nó giúp cho cái chế độ trường tồn. Cho nên bây giờ mình nói lại, mình tóm tắt lại. Thứ nhất là không gửi tiền về Việt Nam một cách thiếu thận trọng. Bởi vì làm như vậy sẽ giúp cho người trong nước họ ỷ lại và họ bị bào mòn cái ý thức vươn lên. Thứ nhì, không gửi tiền về Việt Nam một cách bừa bãi, thiếu thận trọng vì mình tự đặt mình vô trong cái vị trí mình phải gánh vác trách nhiệm của một cái nhà cầm quyền. Và cái thứ ba là mình không có gửi tiền về Việt Nam một cách bừa bãi là tại vì mình không muốn gián tiếp hay trực tiếp giúp cho cái chế độ này trường tồn bằng cách là mình bơm ngoại tệ về trên cái đất nước Việt Nam. Đó là ba chuyện. Mình xin mở ngoặc, trong suốt thời gian 20 mấy năm qua, có rất là nhiều cá nhân, những ông bác sĩ, những nhà từ thiện đã về Việt Nam để mà chữa bệnh, để mà giúp đỡ những người nghèo, giúp những người khốn khổ khổ. Đây, nếu mà nói về cái mặt nhân đạo, đây là những cái việc làm rất là đáng trân trọng. Nhưng đó là cái việc làm để cho nhà cầm quyền Việt Nam nhẹ đi cái gánh trách nhiệm. Phải không? Cái chuyện bỉ ổi hơn nữa nè. Nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng cướp công những người làm từ thiện đó. Và họ sẵn sàng họ rêu rao đó là công ơn của đảng và nhà nước. Chuyện đó đã và đang xảy ra. Phải không? Không những cái chuyện mà mình gửi tiền, mình góp sức để mình giúp cho cái đồng bào và gia đình, nó làm nhẹ cái gánh trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam phải làm tròn theo cái mặt định. Mà cái chuyện mình giúp đỡ hoặc là mình gửi tiền về để mình giúp đồng bào cho mình, tự nhiên nó biến thành cái chuyện đánh bóng cho đảng và nhà nước. Tự nhiên nó biến những cái chuyện đó thành cái công ơn của đảng và nhà nước. Tự nhiên nó biến cái đó thành những cái chuyện gọi là làm đẹp cho những cái tên gọi là lãnh đạo vô công rồi nghề bất tài và bất lực. Chứ không? Cái chuyện đó nó rất là không công bằng. Người Việt ở hai ngoại đâu phải là sống trên bát vàng đó, sống trên vàng, đi trên mặt đất là bằng vàng đâu các bạn. Người Việt ở hai ngoại họ vẫn phải làm việc rất là cật lực. Thậm chí là làm việc nhiều hơn ngay cả những cái người trong đất nước Việt Nam nữa. Cho nên á, không phải là mình đổ sức ra, mình cật lực, mình dùng cái tâm, cái lòng của mình để mình giúp đồng bào, để mình giúp người thân, rồi mình bị cướp cái công đó và nó biến thành cái chuyện đó là cái chuyện của đảng, cái chuyện đó là công ơn của đảng, cái chuyện đó là chuyện rất là phi lý. Rồi, cái chuyện thứ nhì người Việt ở hải ngoại không nên làm. Có nghĩa là không về Việt Nam mà không có cái lý do chính đáng và cần thiết. Có rất là nhiều người lấy lý do về Việt Nam để thăm nhà. Nhưng mà mình trao đổi mình biết họ không phải thăm nhà. Có rất là nhiều người họ về, họ ghé về nhà chưa tới 3 bữa là họ đi. Để du lịch chỗ này chỗ kia để mà ăn uống, để mà hưởng thụ. Chứ không phải là họ về thăm nhà. Có những người họ đi về chỉ để mà họ đi chơi thôi. Để ăn tiêu, để hưởng thụ. Chứ không phải là thăm gia đình, thăm anh chị em hay thăm cha mẹ. Nếu mà đi về thăm gia đình, thăm anh chị em hay thăm cha mẹ là ở nhà của mình. Mình đi chợ, mình mua đồ ăn, mình nấu. Chứ không phải là mình đi về đó rồi mình cứ đi tuồn tuột, mình đi múc mùa luôn, mình ở khách sạn, mình ở resort, rồi mình ăn toàn là đồ ăn sang trọng. Cái đó không phải là mình thăm nhà. Đó. Không về Việt Nam trong cái hoàn cảnh hiện giờ nó có ba cái lý do. Bởi vì nó có những cái tác hại rất là lớn. Tác hại thứ nhất là cái tác hại trực tiếp đến cái sức khỏe và cái sự an toàn của người Việt ở hải ngoại đi về Việt Nam.
Bây giờ nè, có cái gì bảo đảm là những người ở hải ngoại đi về Việt Nam chui vô trong cái nhà hàng đó nó nấu đồ ăn sạch, thức ăn sạch không? Không có cái gì bảo đảm hết. Đấy không? Nó mua mấy cái thứ mà thịt mà nó bào chế, à, rồi nó bị hư hoại này kia nó khác, nó bỏ hóa chất, nó làm cho đẹp cho tốt lên, cái nó chiên cho giòn cho thơm lên, đem lên coi như nhậu rồi coi như là tổng vô, làm sao mà biết được là nó có độc hay không có độc, nó có hại không có hại. Ngay cả những cái thứ bia bọt cũng vậy, ngay cả rượu cũng vậy, những cái thứ mà đàn ông thường có sử dụng, thấy không? Làm sao mình bảo đảm được là cái thức ăn, thức uống đó, là chưa kể đến cái chuyện môi trường, môi sinh. Mình về mình hít thở những cái không khí ô nhiễm như vậy, mình chưa chắc là mình bị bệnh liền đâu. Nhưng mà có rất là nhiều người đi về Việt Nam phải coi như là cấp tốc bay về Mỹ lại, bay về Úc lại, bay về Canada lại, chứ đâu có phải bị chữa trị ở trong đó Việt Nam đâu, phải không? Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên và quan trọng nhất là không về Việt Nam, tại vì không có cái gì bảo đảm cho cái chuyện sức khỏe và an toàn hết á. Ngay cả cái chuyện đi ra ngoài đường đó, lái xe nó đem nó hút vô một cái, tại vì bên Việt Nam á, một ngày chết vì tai nạn xe cộ không biết bao nhiêu, mà kể sao mình bảo đảm mình được, phải không? Nó lái xe cái kiểu đó, mình ra ngoài đường nó phang vô mình một phát mình chết sao? Mình có một ông anh ngay đối diện nhà mình ở đây, đi về Việt Nam, nó giật giỏ một cái đập đầu xuống đường chết, bỏ lại vợ con. Sao mà biết được? Ở cái xứ này nó đâu phải là như vậy. Ở Việt Nam tai nạn giao thông chết hàng ngày hàng giờ không biết bao nhiêu mà kể. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì, ăn chơi tiêu xài ở Việt Nam trong cái hoàn cảnh bây giờ, chẳng những nó không bảo đảm cái chuyện sức khỏe và cái an toàn đã đành rồi, đây là cái cách trực tiếp để mà tiêm chích cái ngoại tệ vô trong cái hệ thống kinh tế của Việt Nam, phải không? Đi về Việt Nam có ai mà đổi tiền hồ đi về Việt Nam đâu? Không có ai đổi tiền hồ đi về Việt Nam hết á. Tất cả mọi gọi là người Việt ở hải ngoại, từ Canada, bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Úc, bên Tân Tây Lan, tất cả mọi nơi, Hàn Quốc, bên Nhật rồi đi về Việt Nam là mang ngoại tệ của quốc gia đó đi về. Rồi bắt đầu mới đổi ra, đổi bằng chợ đen, đổi chợ trắng, đổi cái gì đó, rồi mới đổi ra tiền hồ. Thì cái đó là cái nguồn ngoại tệ nó bắt đầu nó được tiêm chích vô trong cái hệ thống kinh tế của Việt Nam. Thì nói như vậy có nghĩa là gì? Nó là một cái cách người Việt ở hải ngoại đi về Việt Nam là cái cách gián tiếp để mà tiếp sức cho cái chế độ tiếp tục tồn tại. À. Và cái chuyện rất là tai hại, cái chuyện thứ ba, cái chuyện rất là tai hại là nó tạo ra cái ngộ nhận là cái đất nước Việt Nam bình yên và phát triển. Mình xin nói thật, có những cái người gọi là mấy cái ông gọi là Việt Kiều yêu nước á, là những cái ông mà vác tiền về Việt Nam để mà ăn chơi, để mà vung tiền, để mà tiêu xài ở những cái thành phố, ở những cái tụ điểm, ở những cái chỗ mà đèn đuốc lung linh đó. Chứ mấy ông đó không bao giờ mà mò vô mấy cái vùng sâu, vùng xa, cái vùng nông thôn để mà mục kích, để mà chứng kiến cái sự đói khổ, cái sự đau đớn thực sự của người dân đâu. Cho nên á, cái nhiều người đi về Việt Nam chơi rồi á, đi qua lại cái đất nước họ định cư á, họ tạo ra cái ngộ nhận là cái đất nước Việt Nam bình yên và phát triển. Đó là một cái ngộ nhận vô cùng tai hại đó. Nhưng mà thực sự họ về đó để làm chi? Để ăn xài, tiêu xài, nhậu nhẹt, gái gú, chứ không phải là họ về để mà họ làm cái gì cho cái đất nước Việt Nam, hay làm cái gì cho con người Việt Nam hết đó. Chẳng những họ không làm cái gì cho đất nước Việt Nam, họ không làm cái gì cho các con người Việt Nam, mà họ trực tiếp họ bơm cái vật chất để mà tiếp tục nuôi dưỡng cái chế độ. Mà cái tệ nhất mà mình thấy rằng là nó tạo ra những cái ngộ nhận về cái chuyện gọi là đất nước Việt Nam bình yên và phát triển. Tại vì nó biến những cái con người đó thành những cái người, con người mà theo tiếng Anh nó gọi là ignorance. Có những con người coi như hoàn toàn không cần biết
là cái thực trạng của cái đất nước Việt Nam thôi, như thế nào. Rồi mở miệng ra là bắt đầu ca cẩm là cái chuyện Việt Nam thế này thế kia thế nọ. Mà cái đó là những cái cảm nhận hoàn toàn trật, chứ phải là cảm nhận hoàn toàn đúng. Nếu mà cái đất nước Việt Nam hoàn toàn bình yên và phát triển thì tại sao trên cái mạng xã hội của Việt Nam, đặc biệt là một cái mạng xã hội, nó rên xiết về cái mọi chuyện đang xảy ra hàng ngày hàng giờ trên cái đất nước Việt Nam? Tại sao nó không có như những cái mạng xã hội những cái quốc gia khác, phải không? Cho nên mình phải mở mắt ra, mình phải nhìn cái sự thật và mình phải chấp nhận cái sự thật. Đó. Rồi, cái chuyện thứ ba mà người Việt hải ngoại có thể làm được ở cái vị trí của mình, hồi nãy mình nói là người Việt hải ngoại không cần thỏa hiệp và không cần coi như là chấp nhận hay là hợp tác với lại cái nhà cầm quyền. Cái lý do tại sao người Việt hải ngoại không có thỏa hiệp, không có tiếp tay với nhà cầm quyền. Mình xin mở ngoặc, có nhiều người nói là Việt Kiều yêu nước về là để giúp Việt Nam, chứ không phải là giúp đảng và giúp nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng mà cái đó không phải là như vậy. Ở cái đất nước Việt Nam, không có cái gì mà không qua đảng. Không có bất cứ một cái sự giúp đỡ nào từ nhỏ đến lớn mà không qua đảng. Chỉ có những cái giúp đỡ riêng tư, kín kẽ, mà nó không phải là xảy ra thường xuyên, thì nhiều khi nó còn lọt qua những cái ngóc ngách. Còn ngoài ra những cái việc làm gọi là thiện nguyện, hay những cái việc làm chính thức, hoặc những cái việc làm bán chính thức, đều phải thông qua đảng. Cho nên á, cái chuyện mà người Việt ở hải ngoại không thỏa hiệp với nhà cầm quyền là cái chuyện vô cùng quan trọng. Cái người Việt ở hải ngoại muốn giúp Việt Nam thường là những người có tâm và có đức và có cái lòng. Nhưng mà họ lại là những người bị nhà cầm quyền cộng sản lợi dụng. Công sức của những cái người Việt ở hải ngoại, chất xám của những người Việt hải ngoại, họ bỏ ra, họ đổ ra, thì nhà cầm quyền cộng sản lại rêu rao đó, nhờ đó là nhờ đảng và nhà nước như vậy tạo điều kiện. Nhờ đảng và nhà nước rất là khoan hồng, rất là nhân văn, rất là nhân đạo, vân vân và vân vân, họ tự động họ trồng lên trên người họ những cái thứ mỹ miều đẹp đẽ, giống như là họ ban ơn cho người Việt ở hải ngoại đi về để mà làm những cái công việc không công, hoặc là để mang tiền về để mà bơm vô trong cái chế độ. Họ biến những người Việt hải ngoại thành những cái con bò sữa để họ vắt, nhưng mà họ tự tự đặt cho họ cái vị trí là họ ban ơn cho những cái con bò sữa đó. Đó là một cái chuyện vô cùng tệ hại. Họ sẵn sàng họ đẻ ra những cái câu nhờ có những cái đường lối chính sách đúng đắn của đảng cho nên người Việt Kiều mới đổ về Việt Nam, vân 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 vân. Họ trồng tréo, họ đánh đồng từ chuyện này qua chuyện kia. Đây là những cái đòn chính trị ma mị mà không phải là ai cũng thấy. Và rất là nhiều người bị lợi dụng. Đấy không? Cái mà quan trọng nhất là mình phải nên nhớ là mình là người Việt ở hải ngoại. Mình là những người có học, có suy nghĩ. Mình là những người được đào tạo đàng hoàng, những người có cái nền tảng, có nhân bản, có đạo đức, biết đúng, biết sai, biết phải, biết trái, có cái tự trọng. Thì đừng có biến mình thành những cái con bò sữa, để rồi nó tự động, nó biến mình thành bò sữa xong rồi nó tự động, nó vuốt ve, nó nói là nó nhân đạo, nó tốt đẹp, nó tạo điều kiện để mình thành con bò sữa cho nó. Cái đó là hoàn toàn sai. Mình đừng có bị đặt mình vô trong trong cái chỗ như vậy. Có rất là nhiều người trước giờ trên cái đất nước Việt Nam, từ cái lúc mà nó mở cửa cái nghị quyết 36 đến bây giờ, có những cái trường hợp những người Việt hay ngoại về để mà giúp thiết lập những cái trường học hay trường đại học hay là cái này cái nọ khác nước ngoài ở trên cái đất nước Việt Nam, giúp cho đã xong rồi nó đá đi những người đó ra để mà nó thay thế những cái ông con ông cháu cha vô trong những cái ghế quan trọng. Nó sẵn sàng nó chơi trò đó, đúng không? Nó sẵn sàng, trời, ngay cả trong cái đồng chí đồng rận của nó, trong cái cơ chế của nó còn đá đít được, ủng hộ chi người hải ngoại. Nó vắt xong rồi nó vứt chứ làm sao mà nó để đó cho ngồi đó mà hiện hưởng.
Tại vì những cái ghế đó, những cái ghế quá thơm, những cái ghế quan trọng quá, cho nên nó không bao giờ nó để cho người Việt hải ngoại có cái cơ hội tạo ra để mà hưởng. Đúng không? Chẳng những không có cái cơ hội tạo ra để mà hưởng, mà nó không tạo, không cho cơ hội người Việt hải ngoại tạo ra những cái ảnh hưởng đặc biệt trong cái vấn đề gọi là giáo dục và truyền thông. Rồi, có bao nhiêu người biết có những cái vụ gọi là những cái ông giáo sư, những cái ông tiến sĩ người Việt ở hải ngoại được mời về để mà thuyết trình hay giảng dạy. Trên miệng á thì nói với mấy cái ông tiến sĩ với ông giáo sư đó là ồ cái này là về giúp đỡ quê hương đất nước. Cho nên mấy cái ông giáo sư đó làm thiện nguyện không có lấy một đồng xu các bạc nào hết. Mặc dù mấy ông đó ở nước ngoài mỗi lần thỉnh giảng là cả một đống tiền đó. Nhưng vì cái lòng đối với cái quê hương, đối với cái đất nước, cho nên những cái trường đại học ở Việt Nam nó mời về để mà thỉnh giảng. Đó, nhân danh rằng là vì quê hương đất nước. Nhưng mà đằng sau lưng của mấy ông giáo sư, mấy ông tiến sĩ á, mấy cái trường đại học đó nó chơi cái trò nó bán vé cho sinh viên ở trong nước. Đấy không? Nó bán vé cho sinh viên trong nước thì sinh viên trong nước rất là háo hức. Có một cái ông giáo sư tiến sĩ nào đó nổi tiếng ở nước ngoài về thỉnh giảng, ồ quý hóa quá, bỏ ra 1 triệu 2 triệu để mà mua cái vé vô để mà nghe, đáng đồng tiền bát gạo sao không? Thì những cái đám gọi là con buôn văn hóa đó ngay trong trường đại học đó, nó mới lấy cái tiền nó bán vé đó nó chia chác cho nhau. Các bạn thấy không? Một mặt nó ca cẩm là ơ mấy ông Việt kiều yêu nước này, ơ có lòng với quê hương đất nước, mà thực ra nó ăn ngay trên đầu trên cổ mà không biết, hoặc có biết rồi á cũng ngậm ngùi mà im miệng thôi, tại vì lùng tùng phè cái chuyện đó ra là nhục mặt hết cả lũ, phải không? Đó là những cái chuyện hoàn toàn có thật đã và đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Có bao nhiêu người biết công sức của không biết bao nhiêu ông bác sĩ ở hải ngoại đi về, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ tai mũi họng mắt, rồi thậm chí bác sĩ về tim về đồ, về Việt Nam để mà chữa bệnh miễn phí cho người dân, đem thiết bị về, đem thuốc men về, bỏ thời gian công sức, tự động mua vé ra cho mình luôn, tự động thuê nhà để mà ở luôn, làm việc liên tục 12 đến 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho nó kịp, tại vì cái danh sách bệnh nhân quá lớn. Rồi họ về họ làm ròng rã 15, 16 ngày, coi như là kiệt sức, xong rồi họ mới khăn gói họ đi về lại cái đất nước mà họ định cư. Nhưng mà không hề có một cái tờ báo nào của đảng mà dám nói rằng là có ông bác sĩ ở bên Úc về, hay ông bác sĩ bên Mỹ về, hay ông bác sĩ Canada về để giúp cho người dân khổ của mình được chữa mắt, chữa tai, chữa họng, tim này kia này khác. Hoàn toàn êm nhẹm. Nhưng mà đằng sau lưng á, ở địa phương thì rỉ tai nói với người dân là cái này là công ơn của đảng á, nhờ đảng và nhà nước vận động cho nên Việt kiều yêu nước về giúp nhân dân, cũng là nhờ đảng không à, thấy không, cũng là nhờ chế độ không à. Đó, cho nên á, mình làm một cái việc gì để mình đóng góp cho cái con người, cho cái đất nước Việt Nam đó, là mình làm theo cái tâm, cái lòng của mình. Thì mình phải được, mình không có muốn cái vật chất, không có muốn cái sự đền bù gì hết, mà mình phải cần cái sự tôn trọng đúng mức, phải không? Quay lại cái chuyện U23 hồi nãy đó, mấy anh chàng trẻ tuổi tài ba đó coi giống như là anh hùng của đất nước đó, mà nó về nó đối xử nó có tôn trọng đâu, phải không? Nó đem gái coi như mặc suốt chi slip ra đi ổn ổn trước mặt nó đâu có thêm tôn trọng đâu. Tại vì nó không có cái văn hóa, nó không có cái ý thức tôn trọng con người đúng mức. Đúng không? Nó chỉ nghĩ đến cái chuyện lợi dụng, nó nghĩ đến cái chuyện lạm dụng thôi, chứ nó đâu có nghĩ đến cái chuyện văn hóa và cái cách xử thế đâu. Đó. Cái chuyện thứ ba, nếu mà người Việt hải ngoại thỏa hiệp và giúp đỡ ở trong nước mà đặt để không đúng chỗ, thì cái chất xám và cái kinh nghiệm của người Việt hải ngoại nó không được áp dụng đúng mức, nó không được áp dụng đúng chỗ, mà nó chỉ là một cái thứ trang sức màu mè cho cái công việc chính trị thôi. Đó, bao nhiêu năm nay nó có những cái đại hội Việt kiều yêu nước, mình thử hỏi các anh chị và các bạn, những cái ông
Việt kiều yêu nước đó về Việt Nam làm được cái gì, đóng góp được cái gì. Thực ra là một cái đám Việt kiều coi như là yêu chế độ chứ phải là Việt kiều yêu nước. Nó ngồi về đó rồi nó đình đám, rồi nó vuốt về nhau, rồi coi như nó bơm thổi nhau để mà nó làm những cái trò coi như là PR, những cái trò marketing chính trị. Chứ nó không có cái chuyện gì vì dân vì nước, tại vì nó chưa bao giờ có một cái công trình nghiêm túc nào được thực thi ở trên cái đất nước Việt Nam một cách đúng mức. Chưa bao giờ có chuyện đó. Chưa bao giờ có một cái đề nghị đề đạt khoa học, nhân đạo đúng mức đã được thực hiện trên cái đất nước Việt Nam. Tại vì những cái thứ đó nó không có thể mang lại được cái quyền lợi chính trị, nó không có mang lại quyền lực chính trị, nó không đem lại tiền của đô la để mà nó rót trực tiếp thẳng trong túi của nó, của những cái thằng lãnh đạo. Cho nên những cái chuyện đó, những cái ý muốn, những cái chất xám của những cái người gọi là yêu nước chân chính hoàn toàn chưa bao giờ được phép xảy ra trên đất nước Việt Nam. Cho nên phải hiểu rằng là đừng có ngây thơ mà tin rằng là mình thỏa hiệp để mình giúp đỡ Việt Nam là mình giúp gì đỡ cho cái đất nước Việt Nam và cho con người Việt Nam. Từ trước đến bây giờ những cái chất xám, những cái kinh nghiệm đó nó chỉ là một cái thứ để mà làm màu mè cho cái công việc chính trị, cho cái việc sơn phết cái chế độ. Chứ nó không có cái chuyện gì khác hết. Bởi vậy cho nên đó là một cái sự lãng phí của cải vật chất trí tuệ một cách rất là phi lý. Có quá nhiều người Việt ở hải ngoại đi về, được mời về để mà gọi là đóng góp này kia nọ khác. Đến khi mà ngồi xuống họp, nói một cách rất là thẳng thắn và nghiêm túc về cái chuyện mình, những cái ý định, những dự án này kia nọ khác, mà không có phong bì, mà không có lo lót, mà không có đầu này đầu kia đầu nọ, thì không bao giờ xảy ra. Nếu đó là những cái công trình rất là minh bạch, đó là những cái công trình rất là rõ ràng, giấy trắng mực đen, thì đừng có mơ, không bao giờ xảy ra trên đất nước Việt Nam. Mình nói như vậy để làm chi? Để cho những cái người Việt kiều không những là gửi tiền về nước giúp một cách bừa bãi, đi về Việt Nam gọi là mang cái tiếng là về thăm nhà nhưng mà ăn chơi phung phí, hoặc là đem cái chất xám, đem kinh nghiệm, đem cái trí tuệ của mình về Việt Nam, nghĩ là mình giúp cho cái đất nước Việt Nam, mà thực ra không có giúp được gì cho người Việt Nam, không có giúp được gì cho cái đất nước Việt Nam, mà chỉ nuôi dưỡng cái chế độ bằng vật chất và đánh bóng cái chế độ bằng những cái thứ màu mè. Đó là sự thật. Chứ các bạn nghĩ coi, một cái lực lượng 5 triệu người Việt ở hải ngoại, trong đó thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3, ngay cả thế hệ thứ nhất đi chăng nữa, vô vàn những cái người tài giỏi. Mà tại sao bao nhiêu, từ cái lúc mà nghị quyết 36 đến bây giờ, các bạn thấy có Việt kiều nào đóng góp được cái gì? Việt kiều nào làm được cái gì? Ngoài cả một cái đám lăn nhơ coi như là nhăn cuội nào đó về, rồi cái tung hê này kia nọ khác, coi như là chém gió tầm bậy tầm bạ, chứ không làm được một cái chuyện gì rõ ràng hết. Không làm một cái gì rõ ràng hết. Đó. Bởi vì á, mình xin gúc lại một cái chuyện như thế này. Người Việt hải ngoại có hướng về Việt Nam, họ hướng về quê hương, họ hướng về cội nguồn, về cái con người, về cái đất nước Việt Nam, là vì cái tâm và cái lòng của họ. Nhưng mà cái tâm và cái lòng của họ đang bị cái chế độ cộng sản lợi dụng bằng mọi cách để mà tiếp tục bảo vệ và duy trì cái chế độ. Cụ thể là hai mặt, kinh tế và chính trị. Tất cả mọi cái đóng góp của người Việt hải ngoại cho đến ngày giờ này, nó giúp cái chế độ hai chuyện đó là kinh tế và chính trị. Cái nghị quyết 36 có kêu ông Phạm Duy về, kêu ông Thích Nhất Hạnh về, có kêu ông tướng Râu Kẽm, Nguyễn Cao Kỳ về, cũng là những cái trò đánh bóng về cái vấn đề chính trị, chứ nó không có cái giúp đỡ gì cho đất nước Việt Nam. Đó là thực trạng, đó là cái sự thực, ba cái điển hình lớn nhất đó. Cái hành động gọi là bất tuân dân sự cho người Việt hải ngoại, tạm gọi là bất tuân dân sự, nhưng mà mình gọi chính xác hơn là bất thỏa hiệp của người Việt ở hải ngoại lúc này. Không phải là mình ngoảnh mặt với quê hương,
Không phải là mình làm lơ cái cội nguồn, không phải là mình bỏ mặc cái con người và cái đất nước Việt Nam, mà đây là một cái cách để mình phải hy sinh. Mình phải hy sinh để mình làm, mình đẩy cho cái chế độ nó tới cái chỗ kiệt quệ, nó tới cái chỗ nó suy yếu, thì nó mới tạo được điều kiện cho người Việt ở trong nước có cái cơ hội họ đẩy sập cái chế độ tồi tàn này. Cho nên mình đừng có đánh đồng hai cái công việc nha. Mình giúp cái con người Việt Nam, mình giúp cái đất nước Việt Nam cho đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Nó tùy theo cái giai đoạn, nó tùy theo cái tình hình. Và đôi khi á, mình muốn thay đổi cái đất nước Việt Nam, mình phải hy sinh. Mình phải hy sinh. Con người trong cái đất nước họ muốn thay đổi cái thể chế, họ muốn làm cái cuộc cách mạng, họ còn đổ máu nữa mà. Huống hồ chuyện người Việt hải ngoại hy sinh cái này, hy sinh cái kia, hy sinh cái nọ, đâu phải là hy sinh cái nhân mạng của họ đâu mà không làm được. Phải không? Chẳng những không làm được mà vẫn có thể làm được một cách rất là dễ dàng. Đó. Mình xin nhấn mạnh lại một điều. Bất thỏa hiệp, bất hợp tác của người Việt ở hải ngoại không phải là mình ngoảnh mặt với quê hương. Không phải là mình bỏ rơi cái cội nguồn, cái con người và cái đất nước Việt Nam. Mà đó là một cái cách mình phải hy sinh. Mình hy sinh một thời gian ngắn để mà mình đẩy cái chế độ nó đến cái chỗ mà nó suy yếu và nó cạn kiệt. Thì lúc đó mới tạo ra một cái cơ hội cho người Việt trong nước đồng làm những cái công việc bất tuân dân sự khác. Mà mình mới đẩy được cái chế độ đến cái chỗ nó hoàn toàn kiệt quệ và nó sụp đổ. Đó là cái việc cần thiết và cái việc cần làm. Thì lần sau mình sẽ phân tích người Việt trong nước cần làm cái gì. Bây giờ mình xin phép mình tạm ngưng cái live stream ở đây. Rất cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi ngày hôm nay và cho phép mình ngừng ở đây. Xin chào.